Movies Number 1 Cao Đức Huy, Number 3 Quách Trung Hiếu, Number 2 Vương Quốc Trung, Number 34 Nguyễn Ngọc Bảo. Và hãy chào đón các cầu thủ đến từ đội Sài Gòn Heat, Number 3 Team The Cup, Number 11 Đinh Quang Dương, Number 35 Đỗ Khai Liêm Sean, Number 44 Hong Seo Su. Xin mời trọng tài tiến hành thủ tục tung xu quyết định quyền kiểm soát bóng cho hai đội. Quý vị thân mến, đây là trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ nội dung U20 của PBA Tracy Prime. Trận đấu diễn ra tại bảng A giữa hai đội bóng Bumblebees và Saigon Heat. Saigon Heat, một trong những đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, và Bumblebees, một trong những cái tên mới của bóng rổ Việt Nam. Hôm nay họ sẽ đối đầu nhau ở nội dung U20. Góc 45 độ không thành công. Và rebound của Quốc Trung, cầu thủ cao tới 2m, là cầu thủ cao nhất tại nội dung U20. Hai điểm đầu tiên thuộc về các cầu thủ Bumblebees. Tuy nhiên Saigon Heat cho thấy rằng chiều cao chỉ là một phần của cuộc chơi mà thôi. Điểm số vừa rồi của Ca Lâm Đỗ. Quang Dương. Đó là điểm số của Đinh Quang Dương. And one. Một quả ném phạt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một tình huống phạm lỗi khá mạnh tay. Và giờ bóng thuộc về quyền kiểm soát của Đinh Quang Dương, em họ của cầu thủ Tim Whale, và cũng là thành viên của đội Đại học Thể dục Thể thao vô địch giải sinh viên toàn thành vừa qua. Tình huống chuyền bóng không tốt của cầu thủ cao đến 2m Quốc Trung, và đột phá rất nhanh của Team The Cup. Bóng chưa clear ra ngoài, bây giờ thì đã clear. Đột phá rất điểm, rất điểm không tốt. Quang Dương, Đinh Quang Dương, đồng đội đang rất trống nhưng Quang Dương đã cầu được N1. Quá thấp, quá thấp để có thể ngăn cản Quang Dương. 2m là không đủ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quốc Trung cao tới 2m, tuy nhiên thời gian tập luyện bóng rổ của cầu thủ này chưa thực sự nhiều. Đây là giải đấu đầu tay của Quang Dương, số bạn của Quốc Trung, và chắc chắn sẽ có rất nhiều bất ngờ cho cầu thủ mang áo số 2 bên phía Bumblebees. Vừa rồi là điểm số thứ 3 dành cho Bumblebees. Điểm số thuộc về cầu thủ mang áo số 34, đó là Ngọc Bảo. Đây là huấn luyện viên Rice của Saigon Heat. Thêm một tình huống phạm lỗi nữa. Saigon Heat có tốc độ, có kỹ năng để đột phá và khai thác sự chậm chạp của khu vực dưới rổ. Bên phía Bumblebee sẽ có ném phạt dành cho Đinh Quang Dương. Và không tốt. Có yểm trợ Trung Hiếu, giữ bằng rất khéo của Trung Hiếu. Ca Lâm Đỗ, Đinh Quang Dương, lại là Quang Dương. Ném hai không thành công. Đó là Ngọc Bảo. Pha bóng lăn xả của cầu thủ Bumblebees.
Và có vẻ như bóng sẽ thuộc về họ sau pha tấn công này. Trung Hiếu thêm một cú ném xa, không thể rebound thành công cho cầu thủ cao 2m Quốc Trung. Và dứt điểm rất đơn giản của team De Cock. Gia đình De Cock có hai anh em đều tập luyện cùng câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Ngọc Bảo cú ném xa, có lần đỗ team De Cock. Cả lùm đỗ cú ném khi thời gian chơi shot clock là rất ngắn. Rebound tốt, đột phá, một tình huống dứt điểm tốt của cầu thủ bên phía Bao Bồ Vi. Có lỗi của Quốc Trung, Bao Bồ Vi đã phạm 5 lỗi đồng đội. Sài Gòn Heat thậm chí vẫn chưa phạm lỗi nào. Sẽ có một quả ném phạt dành cho Hồng Sông Su. Các cầu thủ thuộc lứa U20 của Sài Gòn Heat đã ăn tập nhiều năm từ đội bóng này, trong khi đó Bumblebee mới thành lập vào tháng 10 năm ngoái. Và thành phần U20 của họ là những cầu thủ không chuyên, được lựa ra từ lứa sinh viên hay học sinh. Chính vì thế sự chênh lệch điều rất dễ xảy ra. Bây giờ trọng tài đã xác định tình huống phạm luật 3 giây của Quốc Trung. Và bây giờ thì Bumblebee cần có một sự linh hoạt. Quốc Trung rời sân nghỉ. Và dứt điểm rất khó nhưng vẫn có điểm của Đinh Quang Dương. Những pha nóng tay của Quang Dương đem lại sự tự tin rất lớn cho các đồng đội tại Sài Gòn Heat. Dứt điểm một tay trái, bóng đã đi vào rổ. Cả lùm đô Đinh Quang Dương thành công. Điểm số thứ 11 dành cho Sài Gòn Heat. Xoay người, dứt điểm không thành công của cầu thủ bên phía Bumblebees. Góc không độ, cú ném không độ rất tốt của Đinh Quang Dương. Hai cú ném xa liên tiếp thành công của Quang Dương. Không có lỗi cho tình huống vừa rồi. Và lại là Đinh Quang Dương. Tại sao không nhỉ? Khoảng trống rất rộng nhưng anh lại e bô. Đó là điều không ai ngờ tới sau hai cú ném xa thành công liên tiếp của Quang Dương. Nhưng anh sẽ tiếp tục có cơ hội. Lần này là Cao Lương Đỗ. Ông Sông Su có điểm. Điểm số 14 dành cho Sài Gòn Heat. Cái biệt đang là rất lớn. Và dứt điểm không thành công của Cao Đức Duy. E bố mất rồi. Bóng về với tay của cầu thủ Sài Gòn Heat có lỗi. Đó là lỗi đồng đội thứ 6 của Bumblebees. Họ đang xin trọng tài được hội ý. Lần đầu thi đấu tại sân chơi lớn như NBA bán đấu 3, các cầu thủ Sài Gòn Heat đang dẫn trước với cách biệt rất lớn so với Bumblebee. Các cầu thủ Sài Gòn Heat đã rất quen thuộc với sân chơi bán đấu 3, trong khi với nhiều cầu thủ bên phía Bumblebee đây là lần đầu họ thực sự thi đấu tại một giải đấu bóng rổ 3 người. Trên màn ảnh là huấn luyện viên David Grice, một trong những trợ lý huấn luyện viên tại Sài Gòn Heat. Ném của team De Cock. Chúng ta xác định bóng thuộc về tay của Bumblebee. Lúc này thì Quốc Trung đã trở lại sân.
Đường chuyền dành cho Quốc Trung, điểm số đầu tiên của Quốc Trung tại giải đấu lần này. Ông Siêu Sư cú ném hai điểm tốt của Calonto. 6 điểm gần nhất của Saigon Heat đều là những tình huống ném xa. Lời đáp trả của Bobo Wings, cú dứt điểm của Trung Hiếu. Thêm một cú ném nữa, những pha ném hai liên tiếp của cả đôi bên. Và Heat bây giờ chỉ cần 3 điểm nữa để knock out Bobo Wings. Step back. Bobo B chưa bỏ cuộc. Nhưng chiến thắng đang ở rất gần với Saigon Heat. 20 điểm thì cho. Họ chỉ cần một điểm nữa thôi. Cao Đức Duy không thể tận dụng được lợi thế chiều cao. Bóng vẫn nằm trong tay của các cầu thủ Bobo B. Thêm một cú ném 2 điểm nữa. Thêm một cú ném xa nữa. Nhưng có phải là quá muộn rồi không? Hội ý cho Saigon Heat. Nếu tất cả các bạn đã thấy mạnh nhẹ thì vỗ tay lớn lên cho cả hai đội nào. Khoảng 7 quả ba, khoảng 7 quả 2 điểm liên tiếp của cả hai đội đã được tung ra. Và bây giờ sẽ là cơ hội để các cầu thủ Saigon Heat kết thúc trận đấu này. Calumdo, chúng ta hãy cùng xem ai là người dứt điểm trận đấu cho Saigon Heat. Team The Cup Ebo, nhưng bóng vẫn còn trong tay của các cầu thủ Saigon Heat. Họ quyết định ném hai. Rất khó hiểu một tình huống mà ông Siêu Su đã giật mình và có lẽ tưởng rằng mình chưa Clebon. Nhưng đó là một tình huống tấn công của Saigon Heat. Giờ thì là cơ hội để rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ Bumblebee. Cơ hội vẫn còn dành cho Bumblebee. Team The Cup khá lầm đó, trả lại được cốc. Họ không cần phải ném xa, nhưng họ không thể để turnover như vừa rồi được. Thêm một cơ hội để Saigon Heat ổn định đội hình. Và giờ thì Đinh Quang Dương đã trở lại sân. Khá lầm đó sẽ dẫn bóng. Họ từ tốn hơn rất nhiều so với thời gian ban nãy. Đinh Quang Dương side step ném hai chưa thành công. Được cốc, bóng vẫn chỉ chạm vạch mà thôi. Saigon Heat chỉ cần một điểm nhưng họ lại quyết định ném hai. Step back quyết định truyền, ném hai điểm, ném thành công của Trung Hiếu. Tại vì chỉ là 5 điểm mà thôi. Đột phá Calando buộc phải phạm lỗi mà thôi. Đã có điểm và trận đấu khép lại. 21 điểm dành cho Saigon Heat. Những nỗ lực rất lớn của Bumblebees là không đủ. 21 điểm cho Saigon Heat, 15 điểm cho Bumblebees. Một khởi đầu hoàn hảo dành cho đội bóng thành phố mang tên Bắc. Và khán giả Hồ Chí Minh thân mến, chúng ta hãy cổ vũ cho đội bóng tiếp theo trong khuôn khổ vòng bảng phân hạng U20.